Hello, chào các bạn đến kênh Di Mỹ Nguyễn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi là lúa đồng Phú Phú Thọ, huyện Phú Tân, chỗ mình đang ở giờ nó lúa trong đồng chín nè, mà liên hợp là đậu nữa các bạn. Hôm nay là sẽ có sẽ tải lúa nè, sẽ xịt cái lúa nè. Bây giờ lúa nắng tỏ nắng mà cắt không được, vì sao các bạn? Bởi vì bán hàng á, nó mua mà nó quy định là mấy giờ nó mới cho cắt, không nếu cắt sớm không mua đó. Bây giờ liên hợp nó chờ nè, máy cắt liên hợp nhóc luôn đó, đó. Nằm như đó vậy lớp lớp đó, để cho trên đường ba mái ở đây bốn mái nữa các bạn, là 7 mái liên hợp, còn xe kéo lúa là 4-5 chiếc xe có lúa các bạn. Kè bên kia dịch nó thả kìa, anh quay qua bên đây mình quay cho các bạn coi dịch thả lúa rồi. Lên đồng ăn nè các bạn. Cái này mình gọi là liên hợp hội tụ nè các bạn. Các đập liên hợp hội tụ. Xót xa tiếng khóc lòng cháu. Dịch tắt rồi. Đó, đang quá. Đi là lụm có dịch lụm. Tình mình dù mối xa chắc. Lụm rồi các bạn ơi. Lụm. Đồng đã ấp với trắng các bạn. Là đêm sáng là lụm tiền đó, lụm hộp lụm tiền đó các bạn. Kìa xa xa trong kia có hai cái liên hợp nằm trong đó nữa các bạn. Đồng này đồng của tôi mình nói. Đó, dịch đó các bạn. Chảy đầy luôn, dữ dằn. Rồi mình qua bên kia mình quay bên trên. Xót xa. Lượng dịch tập trung về đây đông lắm các bạn, cũng phải 6-7 các bạn, một bầy từ 4.000 con cho lên các bạn. Cái này nó nghỉ ngơi nữa, đừng ăn nữa các bạn. Thank you.
máy nằm nước chạy luôn nè các bạn. Được cái đầu đẩy của nó. Nghĩ ra bạn hàng đò, nghĩ ra rồi thì thôi chúng ta tạm dừng.